Trời ơi, lại cô à? Dạ, em tìm thầy mãi. Thế hôm nay thầy lại có hứng đi ra công viên để mà ngắm ạ? Có à? Cái này người ta gọi đó là đi vi hành. Biết gì? À, dạ. Thế có việc gì? Cù ơi, chả là như thế này. Ở hôm trước ấy, nhờ có thầy mà em lại trúng được cái con số đề được năm sinh. Thế hôm nay lại dạo này làm ăn nó bết bát quá, cho nên là lại ra xin thầy một con số để mà nó được khấm khá hơn. Tham chứ? Trời ơi, bao giờ mới thành Phật được? Thế hôm nay lại xin số à? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, thầy chú. Chị nghe thầy hỏi đây. Năm vừa rồi xuất ngoại được mấy lần? Cả xa cả gần là được 4 lần ạ. 4 lần. Nhà đẻ được mấy đứa rồi? Nhà con được 2 lứa. Sách đọc bao nhiêu cuốn? Sách dạ được 5 ạ. 5. Thầy hỏi thêm cái này nó hơi chế nhị nhá. Hai vợ chồng tháng choạc nhau được mấy lần? Chồng con nó hơi yếu. Ra là được có 2 lần thôi. 2 lần? Dồi ôi, phí của chết nhỉ. Thế này là phải dùng ngoài rồi. Bồ mấy thằng? Ngoài là ngoài thế nào? Cứ định mệnh nhà thầy chứ lại ăn nói mất dạy. Con là gái chính chuyên nhá, là chỉ có quan hệ với một mình chồng con thôi. Láo nè. Ôi giời, mày chửi thầy như tát nước ấy. Thôi được rồi, thế tính là không nhá. Không có bồ. Ra rồi. Vâng. Có rồi. Có số rồi. Trời ơi. Số nào? Kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm nay 4, 2, 5, 2, 0. Cứ 4, thế mà ngoánh. 4, 2, 5, 2, 0 ở đây. Chính xác. Vâng, thế em đâu ân thầy. Em đi về em đánh luôn nhá. Về luôn à? Sao nhớ thầy nhá? Có nhớ mà nhá. Trời ơi, tần hớn nhá. Kìa, về uống hỏi qua mày. Bằng bưởi, đầy đủ. Giá mà được nhìn nó tận mắt thì sướng nhỉ. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cái việc đấy. Là thằng đàn ông không nghĩ chuyện đấy thì nghĩ chuyện gì? Yes. Thế anh có muốn ngắm tận mắt không? Muốn chứ. Mày nhìn xem, nó xăm trổ thế. Nhìn tận mắt, không phải nó dã trổ. Cái gì cũng phải có cách. Mày có cách à? Ok. Tất nhiên. Bây giờ thế này nhá. Thế nào? Bây giờ anh nhìn em đây này. Em xuống em làm như thế nào ấy thì anh làm y như thế cho em. Được. Nghề bắt chiếc là nghề của anh mày. Nhìn đây này. Ui, mày nhảy trên này xuống á? Không. Hơi cao thật anh ạ. Thôi em đi vào. Thank you.
Người đẹp à? Hơi nhiều lông nhỉ? Chân đẹp không? Đẹp. Oh no. Đẹp à? Đẹp này. Đẹp này, dám nhìn hàng người yêu bố à? Mắt nâu lâu lành nhá. Bỏ đây. Anh. Thế nào? Phê không? Phê. Tất nhiên là phê rồi. Lừa bố mày này. Oh no. Ai ạ? Làm sao? Làm sao? Dâu thích thế nào? Thích thế nào? Dâu thích thế nào? Thế nào thì thế nào? Thế nào thì thôi. Thôi thì thôi. Đây, ngủ chưa? Thưa mày, mình là anh em hai mươi mấy năm nay rồi. Mày cũng ngủ với anh gần mấy năm. Nhưng mà bây giờ mày có thể về phòng mày ngủ không? Anh không thích ngủ với mày nữa. Ôi, để em ngủ với anh đi. Từ bé đến lớn em toàn ngủ với anh. Em không ngủ chỗ khác rồi. Mày ngủ với anh mãi à? Ừ. Mày không định có người yêu rồi lấy vợ rồi ngủ với vợ mày à? Thôi, em còn trẻ. Nhưng mà tao không phải ngủ với vợ tao. Một tháng có 30 ngày mà 29 ngày mày ở đây rồi. Tao ngủ với vợ tao thế nào được? Oh no. Chị, như em ngủ đây có sao đâu chị nhỉ? Em có ý này. Đó. Là chị cứ thoải mái. Thôi em không tồn tại này được. Cứ thoải mái đi à. Quay mặt đi là được. Em sơ ý quá. Tại căng thẳng quá. Em xin lỗi. Em ngủ dưới ạ. Dạ, thế thôi, em ra sofa, hôm nay em ra sofa. Mình, giờ nó đi rồi, mình khởi nghiệp đi. Sao đấy? Đi đâu đây? Tôi đi về nhà mẹ đẻ của tôi, mặc xác anh em nhà anh. Oh no. Đúng rồi, mày. Bring that ass back like a boom 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 boom. Xoái ca đây. Ừ, anh ấy. Anh có thể giúp em lên đỉnh được không? Lên đỉnh á? Lên đỉnh á? Này, thú thật với em nhé. Sở trưởng của anh là đưa chị em lên đỉnh đấy. Thế à? Thế thì tốt quá. Anh giúp em nhá. Giúp luôn. Cố gắng lên này. Em ơi, sắp tới chưa? Sắp lên đỉnh rồi anh ạ. Sắp rồi. Tốt rồi. Còn 69 tầng nữa thôi. Cố gắng lên đây. 69 tầng nữa.
Nhìn trời. Ở bên đấy có suôn sẻ không anh? Suôn sẻ lắm. Thế anh có ổn không anh? Ổn, thấy ổn đấy. Thế anh có thoải mái không ạ? Thoải mái lắm, thoải mái. Bố cái thằng điên, ý, người ta đang nói chuyện thì cứ chó mõm vào. Oh, no. Bị đái cũng đéo yên. Chứ em đâu có nói anh. Dạ. Giời, cứ tưởng nói mình, ai mà biết được. Ỉa đéo yên.